Thưa quý vị, mới đây tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ đã diễn ra sự kiện Cosmo Prof, hội chợ chuyên ngành thẩm mỹ lớn nhất của các nước tại khu vực Bắc Mỹ. Hơn 5.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực nail đã quy tụ về đây, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ. Phóng sự do kênh VTC10 thực hiện. Tham gia hội chợ lần này, các doanh nghiệp người Việt đã giới thiệu một số sản phẩm mới để thu hút khách hàng tiềm năng cho ngành nail của người Việt tại Hoa Kỳ. Tại hội chợ, các doanh nghiệp Việt tại Hoa Kỳ giới thiệu những ứng dụng mới nhằm tăng tính hiệu quả kinh tế cho các tiệm nail. Thì cái mục đích chính là muốn giới thiệu công ty và những cái product service đến cho tất cả những business nail owner. Tin rằng cũng rất là nhiều business owner out there cần những cái hệ thống, những cái system, những cái service và product của công ty đang hướng tới. Và tại vì cái mission của công ty đang hướng tới là người Việt giúp người Việt, và làm sao mà giúp cho một cái business owner của người Việt Nam on là đi đúng hướng và làm việc đúng cách và hiệu quả hơn. Công ty Việt Health Group của anh Steven Nguyễn là công ty chuyên tư vấn và thiết lập những hệ thống nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp nail phát triển. Hiện Việt Health Group đã được cộng đồng nail Việt và các nước chú ý. Tại hội chợ, Việt Health Group đã giới thiệu hệ thống POS do công ty tự thiết kế nhằm giúp quản lý cho tiệm nail trên hệ thống online. Qua đó, các tiệm nail tiết kiệm được thời gian và đảm bảo được sự chính xác cho việc tính tiền trả lương cho thợ. Thì người Việt của mình thì họ rất là thành công trong ngành nail, nhưng mà có một điều đó là mình còn thiếu một sự quản lý và một hệ thống để giúp cho mình quản lý một tiệm nail tốt hơn. Cái công ty chia sẻ là nhằm là tư vấn kinh doanh và nhằm thiết lập một hệ thống để giúp cho người chủ có thể quản lý của tiệm mình tốt hơn. Cộng đồng Việt không chỉ có một lực lượng thợ hay tiệm nail đông đảo đang chiếm thị phần lớn tại Hoa Kỳ. Để đứng vững trên thị trường cạnh tranh này, các doanh nghiệp Việt đã chủ động tham gia mở những cơ sở sản xuất các dụng cụ, các sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho ngành nail. Hiện nay, nghề làm móng hay còn gọi là nghề nail của người Việt ở Mỹ đang đứng trước sức ép cạnh tranh rất lớn từ các công ty khác. Trước khó khăn đó, nhiều người cho rằng ngành nail đang đi xuống. Để biết xu hướng thực sự của ngành nail tại Mỹ, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi ngay sau đây với các chuyên gia và doanh nghiệp nail Việt tại Mỹ. Theo thị trường thì có nhiều người cảm thấy ngành nail nó đang đi xuống hay đi lên. Vậy thì anh Giang có thể chia sẻ được không? Theo dữ liệu của Nail Magazine thì trong 2014 ngành nail của mình income là cái revenue của cái industry là 8.3 tỷ. Nhưng 2015 là 8.5 tỷ. Thì đó là cái income của cái industry nail của mình hơn 200 triệu. Vậy thì anh Steven cũng như vậy không? Chia sẻ thêm về cái đề tài này được không? Cái con số revenue đó là 8 tỷ mấy cho đến gần 9 tỷ thì nó đang đi lên. Con số nó không có xạo được. Nhưng mà tại sao nhiều chủ doanh nghiệp của ngành nail đó thì cảm thấy nó đang đi xuống? Là bởi vì nó có hai cái yếu tố. Có nghĩa là cái nhu cầu, cái cung, cái cầu nó không có tăng lắm, không có tăng nhiều, nhưng mà cái cung nó có nghĩa là tiệm nail mở ra rất là nhiều và có thể là quá nhiều đến nỗi mà nó phải phân tán khách ra. Cũng như vậy luôn, thì anh là cá nhân là người chủ thì trong cái kinh doanh của anh cảm thấy nó có nhiều người người ta cho rằng cái nghề nail nó đang đi xuống là tại vì cũng có thể hiểu được, tại vì nó nhiều tiệm quá, với hơn nữa cũng có nhiều tiệm bị thất bại. Thất bại vì sao? Người ta không tận dụng những cái marketing, những cái hiện đại, những cái mà ngành nail cần nên có cho thời đại ngày hôm nay. Và người ta làm, khi mà người ta mất khách, rồi người ta hạ giá, người ta nghĩ đó là cách tốt nhất để mà đem tiệm cứu vớt cái tiệm họ lên lại. Nhưng mà thật sự ra đó không phải là cách. Để mà giúp cho business của anh có được cái income cũng là... nhưng mà đủ đi ha, thì đủ xa, thì anh có thể chia sẻ anh đã dùng công nghệ gì được không? Cái bước đầu tiên thì mình làm cách nào mình quảng cáo, là cách bằng cách nào để cho thêm khách bước chân tới tiệm. Thứ hai, khi khách đã tới tiệm rồi thì mình phải làm sao để cho khách tăng thêm số tiền xài, người ta xài nhiều hơn ở tiệm mình, rồi mình giữ chân được số lượng khách đó. Trước hết thì cảm ơn anh Leon, cảm ơn anh Steven và cảm ơn anh Nguyễn. Vừa qua tại thành phố Montreal, Canada,
Hội Phụ nữ Việt Nam tại đây đã tổ chức dạ tiệc, gây quỹ ủng hộ cho hoạt động của hội. Hơn 400 người Việt tại Montreal đã tham gia sự kiện này. Hội Phụ nữ Việt Nam tại Montreal được thành lập hơn 30 năm trước. Nhiều năm qua, hội luôn tích cực trong các công tác hỗ trợ chị em khó khăn tại Canada, thường xuyên mở các lớp dạy cắm hoa, nấu ăn, văn nghệ. Và những hình ảnh về đêm nhạc của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Montreal, Canada cũng sẽ khép lại chương trình Người Việt Nam Châu ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.